phải tỏ bày. Nợ thích anh em phải có cho đổ. Em chẳng sợ tương lai mình có khổ, chỉ cần anh cùng em đi qua ngàn bão tố. Con sống tình lên đền và nhấp nhô. Về quê em yên bình không xô bộ. Mệt mỏi lo toan anh bước lại thành phố. Nơi yên bình vẫn là đất miền Tây. Nhà em đủ ấm để anh không bỡ ngỡ. Vừa đủ nồng để là khách bơ vơ. Nên anh ơi nơi đây có em chờ. Anh đừng lo sợ khi trong tay như có gì. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn siêu phẩm nhà đẹp tại trục đường chính Tô Ngọc Vân, nằm ngay sát bên với quốc lộ 1A và trục đường Thống Nhất, cầu Bến Phân nha. Một căn nhà đẹp thiết kế trệt lửng 2 lầu với diện tích ngang 4m2, sâu vào 15m và đang được chào giá bán chỉ có 5 tỷ 500 triệu đồng thôi. Một căn nhà có tặng nội thất nha anh chị. Mẫu nhà rất là đẹp, rất là sang. Cột thì được sơn giả đá và bên dưới được ốp nhựa dưới đáy ban công làm mái thái chữ A. Căn nhà ngang 4m2, dài 15m, cực đẹp, cực kỳ là sang trọng. Giá rẻ chỉ có 5 tỷ rưỡi thôi. Đường trước nhà là con đường rộng 8m, con đường thông. Bàn cờ, xe hơi xe tải chúng ta đậu trong nhà, có thể đậu ngoài cửa thoải mái luôn. Đường rất là rộng, rất là thoáng nha. Căn nhà giá rẻ chỉ có 5 tỷ rưỡi thôi nha quý vị. Anh chị cô chú nào quan tâm đến căn siêu phẩm nhà đẹp này, hãy gọi ngay về tới nhà đất Bắc Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Cột được sơn giả đá và làm lan can là sắt sơn mạ đồng, có một bộ cổng sắt xin xi rất là dày và nặng nha anh chị. Cửa cổng bốn cánh, bên trong thì có cửa cuốn nha. Sàn được ốp gạch 80, ốp gạch giả đá nha anh chị, rất là đẹp. Hai bên tường thì được ốp nhựa và dán giấy dán tường. Có tặng lại sofa. Và trên thì chúng ta có đèn chùm thạch cao, sơn nhũ vàng trên trần. Căn nhà rất đẹp, rất là sang trọng. Giá bán của căn nhà mình chỉ có 5 tỷ rưỡi thôi. Những anh chị cô chú nào thích cái mẫu nhà này, hãy gọi ngay về tem Hưng theo hai số đang hiển thị ngay trên màn hình nha. Nhà giá rất là bình dân, chỉ có 5 tỷ rưỡi thôi nha. Bên ngoài này có một cái tủ giày dép nón bảo hiểm này. Ngang 4m2, sâu vào 15m. Nhà thì thiết kế mẫu tân cổ điển, mẫu mới rất là đẹp luôn. Di chuyển vào trong đây thì chúng ta sẽ có bộ tủ rượu gỗ sồi và được làm đèn rọi rất là đẹp. Cầu thang thì ốp đá hoa cương sa mạc, trụ và tay vịn là gỗ đỏ, kính cường lực dày 10 ly, có một cái lam gỗ ở phía ngoài đây. Phòng bếp thì chúng ta sẽ được tặng lại bộ bàn ăn gỗ cam xe, bộ này cũng tầm 13 triệu nha. Tường thì được cũng được ốp nhựa và trên thì chúng ta sẽ được làm trần thạch cao sơn nhũ vàng một chút và có làn đèn chùm, tủ bếp gỗ sồi, có ngăn để tủ lạnh bên ngoài. Phía sau thì chúng ta sẽ có giếng trời, được chủ nhà trồng cây xanh ở phía sau đây và có làm cái quay tay quay để chúng ta quay cái giếng trời hở ra để lấy gió nha. Có nhà vệ sinh luôn. Căn này thì thiết kế trệt lửng 2 lầu, chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ và sẽ có 4 vệ sinh, có phòng thờ sân thượng phía trước nha. Nếu mà cả lửng nữa là 4 phòng nha anh chị. Anh chị nào đậu xe hơi thì chúng ta có 3 phòng ngủ nha. Giá bán có 5 tỷ rưỡi thôi. Anh chị nào thích cái mẫu nhà tân cổ điển giá rẻ này, hãy gọi ngay về tới bên em Hưng theo hai số đang hiển thị ngay trên màn hình nha. Trệt lửng 2 lầu, nhà rất đẹp, rất sang rồi. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực tầng lửng nha quý vị. Được ốp sàn gạch giả gỗ. Đây thì có bộ cửa kính cách âm. Trên thì được làm đèn chùm sơn nhũ vàng và trần thạch cao. Có rèm cửa luôn. Nhà rất là đẹp nha. Giá bán có 5 tỷ rưỡi thôi. Anh chị nào quan tâm hãy gọi ngay về tới em Hưng để được đi xem. Có vệ sinh ở đây luôn, là nhà có thấy 5 nhà vệ sinh nha anh chị. Đấy anh chị nào, chúng ta có thể bố trí lửng này làm phòng ngủ cũng được. Tính cả lửng nữa là có 4 phòng nha. Có đi đường ống máy lạnh luôn.
tính cả lửng nữa là 4 phòng và 5 vệ sinh nha anh chị. Có phòng thờ sân thượng phía trước. Nhà xây rất là đẹp, rất là cao cấp. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực lầu 1, phòng ngủ 1-2. Ở dưới thì sẽ được ốp gạch da gỗ và có tặng lại giường tủ. Có tặng giường tủ luôn. Mỗi phòng thì có một toilet riêng, đi sẵn đỡ ống máy lạnh phía trên rồi. Có rèm cửa và bên ngoài có ban công đúc tầm 1m2 nha, cửa nhôm Simfa. Nhà rất là đẹp, rất là sang rồi. Giá bán của căn nhà mình chỉ có 5 tỷ rưỡi thôi, một cái giá vô cùng rẻ nha anh chị. Toilet bồn có khối và sen thuyền và gạch ốp cao lên đụng trần nha. Phòng số 2 thì có cửa sổ đằng sau rất là thoáng luôn, do chủ nhà trừ cái giếng trời sau làm hở nha, do vậy nhà rất là thoáng mát. Giường tủ, kệ tivi, toilet riêng đầy đủ hết luôn. Anh chị đang xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông và gọi ngay về tới bên em Hưng để được đi xem nha. Nhà giá rất là rẻ rồi, xây mới hoàn toàn năm 2023. Sổ hồng hoàn công đầy đủ hết rồi. Anh chị có thể vay ngân hàng mua nhà hỗ trợ vốn được tầm 4 tỷ, 3 tỷ 8, 3 tỷ 9 gì đấy. Để chúng ta chỉ cần hơn 1 tỷ tiền mặt là có thể sở hữu được rồi. Phòng số 3 này, phòng này cũng có đầy đủ nội thất luôn. 3 phòng được làm hết nội thất, chúng ta chỉ việc xách vali về ở thôi. Nhà thì rất đẹp, rất sang. Phía ngoài đây là khu vực phòng thờ nha quý vị. Phòng thờ của nhà mình thì rất là rộng. Phía ngoài thì sẽ là khu vực sân thượng trước cho chúng ta giặt phơi đồ. Có đúc mái hết luôn. Có cầu thang di chuyển lên trên nóc để nhà mình trồng cây lên trên nóc trên sân thượng cao nhé. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.